Cô sẽ ăn. Em chính đây kìa. Anh quay phải đặt anh quay chứ ảnh có hề chặn rồi. Chặn rồi. Tắt cái đó cũng có thằng. Nó. Sợ chạy. Câu đi câu sơ, có tối câu sơ, có dỗ sơ. Đứa cá đứt liền. Trời. Chắc có đi năm lại. Bây giờ là từng đậu dừa bông. Con kia sợ mà... chạy. Chúng ta sẽ xem thử ai sẽ chiến thắng. Con to hay con nhỏ? Con hay con mắt nhá. Con kia đứng trực sẵn. Con nó đã con đã bị trọng thương à? Đó, và anh Nam Trinh đang con kia ráng chạy. Chơi đầm đà chạy chạy chạy. Con kia ráng chạy chạy. Xong thôi thì một anh đã yếu một anh đâu? Một anh đi không nổi. Thôi con kia chạy. Bự mà chạy à. Bự mà sợ chạy có đi. Bự mà sợ chết. Con cái nó cắt sâu luôn đi. Con kia nằm được nửa luôn à. Ba con được nửa luôn. Chị yêu chắc ngơ ngơ cặp bạn này. Sợ tiếp người ăn. Ừ. Trời. Đỏ rồi hả? Bị đỏ rồi. Chạy mà được. Ôi, cắn cái thụ. Mấy cậu này yếu quá rồi, mệt rồi. Chưa hả mẹ. Hôm mình nó dữ quá. Càng nó bự. Cái này hay dùng kiểu gia đình lắm. Thôi đấy con, ta mà. Gia đình với nhau luôn. Ủa bà còn cắn cái chỗ. Trời ơi, cắn dữ thế. Dạ. Em cầm anh. Làm cầm anh. Kêu nó chạy mất à. Tao cũng ghế tao cũng ghế tao cũng lật. Cậu bật tên con luôn. Trời. Cậu lên nhìn. Con này nhìn. Nó không có mắt à. Nó chỉ dùng cái râu của nó định vị thôi. Cái tỏ nó chứ. Đứng nó hầm hè nha con nó. Đứng hầm hè nha con nó mới vô. Ui. Bộ hôm này nó ở đâu rồi nó sống ở đâu rồi? Đất lắm ạ. Đất. Cái nó không chịu bay hả? Cái nó không chịu bay hả? Nó không chịu bay. Thôi, cô vừa kiểu để tóc. Này nó ăn cái gì? Nó ăn con gì? Tóc
ăn côn trùng. Con này sẽ nó kia bật ngửa nó đứng vậy giống như dáng. Anh bạn em mình đang quay thì vô con sâu anh đi. À. Máy đi. Ừ. Que luôn. Bị trong thương hết cơ. Mày yếu rồi, mày đi đi. Tao đã tắt video luôn.